Phòng này là toàn mứt dâu này, không biết là mứt dâu của ai. Phòng này là hơi bị nhiều mứt dâu này. Chào Gary nha. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Ex Animum The Silent Call. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Thứ duy nhất mà tôi nhớ thì là tôi đang lái xe với con gái và vợ của tôi ở trong xe. Sau đó thì... Ui! Ủa? Sao có cái mặt con quỷ gì ở đây đấy? Hả? Chào bạn, gấu đỏ. Cảm ơn bạn K305 đã tặng mình một trái tim ạ. Chào bạn Hiếu Bùi. Cửa này bị khóa à? Cửa này bị khóa anh em ạ. Anh em xưa. Ôi, mình không nhìn được cái gì anh em ơi. Ui. Có vẻ như là chúng ta đang ở trong một cái trại thương điên à? Có cái gì này? Phải! Tâm lý học nghệ thuật hay là nghệ thuật của tâm lý học? Cửa này cũng mở được này. Chúng ta đi vào trong này xem sao nha. Hello Gary nha. Cảm ơn Gary đã xem livestream của mình. Cái gì nhở? Cửa này có vẻ bị khóa rồi anh em ạ. Ôi! Cái gì đây? Ây à! Ây à! Cái con ma này nó đang kiểu ngực tấn công, mông phòng thủ. Đấy, anh em xem. Chào bạn, sẽ quên anh, quên đi bao ký ức. Quên đi bạn ơi, quên đi rồi vào xem livestream của mình. Phòng này có vẻ không vào được. Con gái mình à? Con gái nào bạn? Đây á? Ok thôi, chúng ta sẽ bỏ qua cái con ma kia nhá. Chúng ta đi kiểm tra tiếp xem sao. Xem là ở đây nó có cái gì không. Không biết có mở được không nhỉ? Ở đây nó ghi là phòng tắm. Không mở được, không mở được. Chào bạn Cát Meo Meo. Tự nhiên lại có con ma đứng chổng mông chổng đít ở trong này đây. Đấy. Ở đây còn cửa nào không nhỉ? Để mình đi ra cái cửa đằng kia xem sao nhá. Ở kia nó có một cái cửa kìa. Chỗ này thì bị chặn rồi này. Chỗ này bị chặn rồi, không xuống được này. Nhưng mà ở đây nó có một cái cửa này. Phòng phẫu thuật. Ui. Ui vào được này. Vào được này. Phòng phẫu thuật hả? Một mắt nhân vật này đã bị tác động, có thể hoặc là nó đang bị trùm cái bao cái bao giấy lên trên đầu ấy. Hoặc là nó đang bị trùm một cái gì nhỉ, một cái bao ni lông lên trên đầu. Ồ, trong này không có gì rồi. Vậy chúng ta đi ra thôi. Chào bạn, gọi em là bức tranh. Chuẩn bị hù này á? Đâu? Làm gì có hù đâu. Ở đây có cửa ra vào này. Cửa này không vào được anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới tầng đi. Đi xuống dưới tầng đi. Game này có nút chạy. Game này có nút chạy anh em ơi. Thôi chết rồi.
game mà có nút chạy là không ổn rồi. Trong này có gì không? Trong này không vào được này. Ông cao đi nhá. Ông cười cái gì? Ông thấy tôi bị dọa ông sướng lắm à? Đố em bắt được anh. Ở đây nó có một cái cửa gì này. Ồ, vào được mà. Phòng giám đốc. À, phòng giám đốc à? Vào xem sao nha. Vào trong này xem sao. Ở đây nó có một cái gì này. Một cái à, đơn đuổi việc. Cái này là cái dismiss. Có nghĩa là bị đuổi việc à? À, còn gì nữa không nhở? À đây này, có cái gì để đọc đây này. Chúng ta ra đây chúng ta đọc xem sao nhá. Đây, à có cái chìa khóa này. Rồi, còn đây là cái gì để đọc này. À, nó chỉ là một cái giấy như kiểu là thông tin về bệnh nhân thôi, chứ nó cũng không có gì quan trọng anh em ạ. Nếu mà có gì quan trọng thì mình sẽ dịch cho anh em nhá. Còn nếu mà nó không quan trọng thì thôi, chúng ta bỏ qua. Vãi. Buồng trừng phạt. Cái này nó tên là buồng trừng phạt. Tại sao lại buồng trừng phạt nhỉ? Chào bạn dây con mi trí, cảm ơn bạn đã xem livestream của mình ạ. Buồng trừng phạt à? Nó đang chiếu cái gì đây? Tất cả là lỗi của mày. Ủa, còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã đổi cho mình rồi. Đổ hết lỗi cho mình là thế nào nhỉ? Hay là chúng ta phải ngồi đây chăng? Hay là chúng ta phải ngồi chăng? À, đi vào trong này được mà. À, không đi được anh em ạ. Không đi được, không đi được. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đi ra cái đoạn kia. Ở đây, có cái cửa này. Cửa này cũng vào được mà. Cửa này cũng vào được này anh em ạ. Đây là như kiểu là phòng bệnh nhân ấy. Phòng bệnh nhân. Ở đây không có gì. Có một cái giường trống. Hết rồi anh em ạ. Ồ, thế thì thôi nha, chúng ta quay lại cái cửa đằng kia nha. Chuẩn bị tiếp này, tiếp làm sao được. Chắc là mở cái cửa này đây. Đúng rồi, mở cửa này anh em ạ. À, đi vào trong này được mà. Chúng ta đi vào trong này được này. Ở đây nó có một cái giấy nữa. Để mình đọc xem nha. Ô, nó vẫn là kiểu giấy thông báo về bệnh nhân ra vào, chứ nó lại không phải cốt truyện. Ủa, cái gì vậy nhở? Ui, ủa, cái này là làm sao ta? Hay là phải đọc cái giấy nhở? Hay là chúng ta phải đọc cái giấy nhở? Không có gì này. Không có gì luôn. Trời ơi, bây giờ phải làm nào này? Chắc là phải ra đây nói chuyện với anh này à? Chào bạn Nhật Huy. Anh ơi, em hỏi tí anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, em hỏi tí. Nơi này là nơi nào ấy nhở? Em mới đến ấy. Em mới... Hả? Anh cứ bị làm sao ấy? Đâu? 2120 hả? Đâu đâu? 2120 ở đâu? 2120 hả? Làm gì có đâu?
Ủa, anh em nhìn cái số 2120 ở đâu vậy? Có đâu nhở? À đây 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 đây. Vào 10:30 phút thì cái điện thoại kêu với một cái số được gọi là 2120. À ok. Cảm ơn bạn Gary nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Để mình gọi 2120. Ủa, làm nào để gọi nhờ? Hả? Enter hả? 2120. Xong rồi ấn ấn gọi à? Ấn thăng à? Hay như ấn như nào nhỉ? Ủa, xong rồi làm nào để nó gọi ta? Hãy mang tôi đi. Anh ơi. Gì cũng đến tay. Ôi, cảm ơn Gary nha. Anh ơi, điện thoại của anh hay sao ấy? Người nhà anh gọi hay sao ấy? Anh ra anh nghe hộ em một cái đi. Chào bạn, ok. Cái này nó hơi bị gần gần nhỉ, không biết là mình có chỉnh được nó rộng ra không. Display này không biết là nó có chỉnh cho cái màn hình nó rộng ra được không nhỉ. Không chỉnh được anh em ạ, màn hình nó như thế đấy, không chỉnh được. Ok thế thôi, chúng ta chơi tiếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ đây, có cửa đằng này. Chúng ta sẽ đi vào đây xem sao. Chào bạn, Machio Hiraku. Cửa này khóa rồi. Có vẻ như là đây là lối vào. Đây là lối vào của cái bệnh viện này. Bây giờ thì chúng ta sẽ Ồ, ở đây còn một căn phòng nữa này. Ở đây còn một căn phòng nữa này. Vào được mà. À, đây là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh anh em ạ. Trong nhà vệ sinh thì hay kiểu có chìa khóa các thứ ấy. Có không nhỉ? Đây, đây này, có cái gì đây này? Tôi tìm thấy một cái chìa khóa. Cửa này bị khóa rồi. Có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây anh em ạ. Game nào cũng thế nhỉ. Game nào nó cũng chỉ thế thôi bạn ạ. Game kinh dị thường kiểu mọi người hay copy cái cốt truyện của nhau ấy. Mình thấy cái game này nó giống cái game Outlast. Không biết là anh em đã xem cái game Outlast bao giờ chưa? À đây. Chúng ta rời khỏi đây được rồi đây này. Chúng ta rời khỏi đây được rồi đây này. Chưa anh ơi, vậy hả? Chào bạn Tôm. Ồ, ở đây nó có cái cửa nữa này. Chúng ta đi sang bên này xem sao nha. Có vẻ như ở bên ngoài đang sắp sửa kiểu có dông bão gì đấy. Cửa này không vào được này. Cửa này không vào được. Game đấy kinh hả? Outlast siêu hay luôn. Vào những 5, 4 năm trước. Chuẩn rồi. Đợt đấy nó hot mà. Ủa? Ui. Bệnh viện mà chưa thấy xác nhỉ? Có con ma đây này. Chào bạn Nguyễn Cao Minh Thái. Có con ma đây này anh em ơi. Em gái ơi. Ôi. Đâu rồi? Ô, nó lại ra kia rồi. Em gái ơi. Tôi không biết tại sao vào cái thời điểm đó nhưng tôi chỉ xin lỗi mà thôi. Và cô gái đó nói tất cả là lỗi của mày. Game đấy em rất ấn tượng luôn. Úi dồi ôi. Game nó bị làm sao ấy nhỉ?
À, chúng ta gặp ác mộng. Chúng ta gặp ác mộng. Chúng ta... Anh chơi thần trùng chưa? Mình chơi rồi bạn ơi. Mình chơi rồi. Hãy tắt cái này đi. Tắt cái báo thức đi. Ok, tắt báo thức nha. Đi tìm Jessica. À, Jessica có thể là kiểu người yêu của chúng ta đây mà. Đi tìm Jessica hả? Ủa, sao nhà của chúng ta cửa lại khóa là sao ta? Phải chăng ông này chính là ông bị đuổi việc? Có thể, có thể. Em xem toàn cái kết kia. Chào bạn Phúc nha. Game tên gì thế anh? Thời Toxic hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thời Toxic bạn ơi. Anh em nào copy hộ mình cái tên với. Cái tên mình để ở phía bên trên ấy. Anh em nào copy hộ mình cái tên xong rồi ghi ra cho anh em với nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cái tên mình để ở phía bên trên ấy. Anh em nào copy xong rồi paste lại ở bên dưới cho mình với. Cảm ơn anh em. Cái thời đấy mình mới làm, mình kiểu vẫn còn hơi dở hơi. Đi tìm Jessica mà chả thấy Jessica đâu cả. Đấy, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Tên game đây nha. Cảm ơn bạn K305. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Nhà của chúng ta cũng có vẻ đẹp đấy chứ nhở? Đẹp mà, có gì kiểu ma ám hay là có vấn đề gì đâu, mình thấy rất là đẹp mà. Jessica thì đang trần truồng ở trong phòng. Hôm nay chúng tôi có kế hoạch. Ồ, vậy là Jessica. Ui. Anh em có nhìn thấy con ma nó đứng ở phía bên kia đường không? Anh em có nhìn thấy con ma ở phía bên kia đường không? Có cái cặp mắt màu đỏ xong kiểu như kiểu Slenderman. Chào bạn Khánh Nguyễn 1980. Đây này, có con ma đây này. Con ma đang đứng ở đằng sau cái cây này. Người yêu cũ đấy không phải ma. Ủa ôi, chết rồi. Mình đã làm gì có người yêu mà làm sao lại có người yêu cũ được. Anh em cứ dọa mình. Mình đã làm gì có người yêu. Bây giờ phải làm gì nữa nhỉ? À đây, rửa mặt. Con ma nó còn đứng đấy không nhỉ? Để mình xem con ma nó còn đứng đấy không nhá. Đây này, nó vẫn đứng đấy này. Con ma nó vẫn đứng đấy đây này. Ô hay. Có khi ông này biến thái trong hành hạ bồ trong phòng tra tấn. Có thể, có thể. Ghi âm ăn chưa? Mình ăn rồi bạn ơi, cảm ơn bạn nhá. Eo nghe kinh vãi. Cái gì? Ủa? Chào bạn Moco. Ở đây, cái điện thoại này, chúng ta sẽ phải nghe cái điện thoại này anh em ạ. Chào bạn là tớ, cảm ơn các bạn đã xem livestream của mình. Người gọi là Emily, mẹ của Sarah. Cô ta hỏi rằng liệu tôi có thể đến cái bữa tiệc sinh nhật của con bé không? Chúng tôi sẵn sàng đến. Để mình lên trên này mình xem con ma nó còn đứng đấy không nhá. À có vẻ nó đi rồi anh em ạ. Có vẻ con ma nó đi rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái tiệc sinh nhật kia nha. Ủa? Vẫn không đi được hả? Ở đây có một cái căn phòng này. Không biết đây là phòng gì. À, đây là ô tô. Để xem chúng ta lái xe gì nhá. Hãy lấy đèn pin, sau đó đi vào trong ô tô. Lấy đèn pin à? Lấy đèn pin và đi vào trong ô tô hả? Ở đây, đèn pin đây. Cái đèn pin này nhìn nó hơi 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 lạ anh em nhỉ? Game kinh dị mà đồ họa như ngoài đời. Ok, đúng rồi bạn ơi. Game này nó chạy Unreal mà. Cảm ơn bạn Pin đã chia sẻ phiên livestream của mình ạ. Cái đèn pin nó nhìn hơi 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 kỳ lạ nhỉ. Mình nếu mà mình không nhầm thì đây là một con BN đúc đúng không? À không phải bạn ạ, xe gì? Cảm ơn Benji đã chia sẻ phiên livestream nha. Cảm ơn Benji rất nhiều. Tí nữa Benji có chơi game bắn súng không?
Tí nữa Benji có chơi Valo không? Chúng tôi đã đến cái bữa tiệc sinh nhật rất là muộn. Vậy nên chúng tôi quyết định đi xuyên qua rừng. Ui ôi. Em bắn anh thôi à? Ok, chào bạn Thu Ngọc. Bật đèn pin bằng chữ F. À đây. Vậy là chúng ta đã bị kiểu như là kẹt. Có cái cây nó đổ ngang đường đây này. Cây đổ ngang đường, thế nên là chúng ta không thể lái ô tô đi tiếp được, mà chúng ta sẽ phải đi bộ qua rừng các bạn ạ. Ui dồi, cái gì đấy? Ở đây có xác con lợn. À, xác con bò. Ở đây là xác con bò anh em ạ. Cái sao lại có xác con bò nhỉ? Xác con bò này bị kiểu ăn thịt. Bị một cái con gì đấy nó ăn thịt. Ờ, cây ngã tung rễ. Bây giờ không biết đi đường nào nhỉ? Mình nghĩ là phải đi vào đây này. Chỗ có mấy cái ánh đèn này này. Đúng rồi, phải đi vào đây anh em ạ. Phải đi vào đây. Mình có cảm giác như kiểu có ai đấy nó đang đứng nhìn mình từ phía sau ấy. Là đúng không nhỉ? Hay là con ma lúc nãy nó lại đi theo chúng ta chăng? Biết đâu con ma lúc nãy nó lại đi theo chúng ta nhỉ? Ở đây. Ok ok, chúng ta đi tiếp nha. Không sợ nữa nha. Chúng ta phải cố gắng lên. Chúng ta không được sợ. Ở đây nó có một cái nhà gì này. Chúng ta đi thám hiểm cái nhà này trước nha. Vào đây được không nhỉ? Ui. Vào được này. Nhưng mà trong này không có gì. Tí nữa mình mới chơi Valo nha. Lát nữa mình mới chơi Valo. Chơi xong game kinh dị đã. Cái này như kiểu một cái nhà thời trung cổ bị bỏ hoang ấy nhỉ. Cảm ơn Valo đã thích phiên livestream của mình ạ. Cái này như kiểu nhà thời trung cổ ấy. Thời kiểu Robin Hood. Trên này có gì không ta? Ui, trên này lại có đèn điện là sao đấy? Nhà thời trung cổ lại có đèn điện là sao đấy? Ô kìa, game nó bị lag rồi. Ui, ôi chết rồi. Đây có cả Shopee đồ các thứ này. Có cái quần của ai này? Ủa? Cái gì nhỉ? Cái gì đấy? À, cái đồng hồ. Ui dồi ôi, cái đồng hồ. Cái đồng hồ nó bị kẹt. Kẹt ở đây này. Cái gì đấy? Có ai đó đang theo dõi chúng tôi. Thấy chưa, đã bảo là có ai đang theo dõi mà. Đã bảo là có ai đó đang theo dõi mà. Ui, ghế massage. Bạn nào mà hay đi massage là người ta hay cho các bạn nằm lên cái ghế này. Hai tay cho vào đây này, hai chân cho vào đây này, xong nằm úp xuống. Đấy. Chào bạn Cố Châu Kiều. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình. Ở đây có một cái lọ gì đấy. Chào bạn Nhật Huy. Thôi em học đây, tí quay lại sau. Ok, cảm ơn bạn Khoa nha. Cảm ơn bạn Khoa rất nhiều. Ủa, cái gì đấy trời? Ui. Ở đây nó có một cái túi màu đen này. Có vẻ như đó là có vẻ như là có ai đó đã đang sống ở đây các bạn ạ.
Quái đó đang sống ở đây. Nhưng mà sống kiểu rừng rú thế này á. Ôi, cánh cửa này nó mở này. Sao lại cánh cửa này bây giờ lại mở rồi là sao? Đi lên trên gác hả? Ui, mình nghe tiếng bước chân. Mình nghe tiếng bước chân. Anh em xem. Ui, có ai không? Cửa không tương tác được. Cửa này không tương tác được. Cửa này cũng không tương tác được. Cái cửa này thì sao? Đèn pin của chúng ta đã hỏng rồi. Không bật đèn pin được. Cửa này cũng khóa này. Có ai đó vừa gõ cửa anh em ạ. Có ai đó vừa gõ cửa. Ôi, cảm ơn bạn K305 đã tặng cho mình một hoa hồng ạ. Bạn ơi, đừng tặng quà những cái lúc căng thẳng như thế này. Ui. Đèn pin lại bật được rồi. Đèn pin lại bật được rồi. Ở đây nó có một cái đèn đỏ này. Ui dồi ôi. Phòng này là toàn mứt dâu này. Không biết là mứt dâu của ai. Phòng này là hơi bị nhiều mứt dâu này. Chào Gary nha. Quay trở lại chỗ Jessica. Chết rồi. Có ai đó đã bắt mất vợ mình rồi. Mình phải quay lại ngay. Mình phải quay lại ngay các bạn ạ. Phải chạy. Chết rồi. Úi dồi ôi, ông mới chạy được 3 bước mà ông đã hết hơi rồi. Chạy nhanh lên. Cái gì đấy? Thôi. Quay lại cái xe ô tô nhanh. Chào bạn Thu Thanh. Phòng này chứa đồ rồi ảo quá. Chào bạn Cà Nóc. Anh em tải Auto Clicker tin cho nhanh. Chào bạn Lagom. Thôi anh em cứ thả tin mình bình tĩnh là được rồi. Chào bạn Linh 2K3. Anh em cứ tin mình thừa được rồi. Không cần phải auto click đâu anh em ạ. Lát à? Đúng rồi, lát đấy. Jessica thì không ở đây. Uầy, con gì kia? Bật nhỏ nữa nha. Đấy, bây giờ thì anh em đã nghe được chưa? Lucy stream trong mưa. Bây giờ anh em đã nghe ok hơn chưa? Ok rồi hả? Ok nha. Nó nhảy đi đâu rồi nhỉ? Vậy anh em tìm cho Lucy nhé. Tôi đi tìm cho Huyền đây. Đây Huyền tìm quán. Ok nha. Ok ông Malo. Cảm ơn ông Malo đã xem livestream của tôi nhá. Bắt cua hả? Hình như đấy nó không phải người anh em ạ. Đấy nó là kiểu một con quái vật hay một con gì ấy. Theo không nhỉ? Chỉ sợ bây giờ nó lại đi theo thì chết. Mà bây giờ đang không biết là phải đi đâu anh em ạ.
đâu đây? Chắc là phải leo hết cái đường mòn này. Chúng ta phải leo hết cái đường mòn này, xong rồi tìm một cái căn nhà nào đấy chắc. Để mình chỉnh cho tiếng nó nhỏ nữa đi nha. Chỉnh tiếng nó nhỏ nữa đi cho anh em tiện nghe. Đấy, chắc bây giờ là ok rồi này. Chào bạn cá nóc nha. Ở đây có đèn pin của Jessica này. Có đèn pin của Jessica này. Không đi được đường này nữa rồi, phải quay lại thôi. Quay lại mà. Đây đây đây, quay lại chỗ này anh em ạ. Ui, con ma kìa. Con ma kìa anh em ơi. Đấy, không biết là anh em có nhìn thấy con ma không nhỉ? Chào Long Long VN nhá. Ui, anh này hơi yếu. Ngoài những lúc bị hù ra thì anh Lucy rất tỉnh và đẹp trai. Chơi game kinh dị thì ai mà không yếu bạn ơi. Chơi game kinh dị thì nó sợ mà, nên là ai cũng yếu thôi. Chào bạn Phạm Đồng Đô nha. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình. Ôi, hình như con ma nó còn đang, con ma nó còn đang bám lên tường cái kìa. Đúng rồi, con ma nó đang bám trên tường cái kìa. Đây này, cái này anh em ơi, con ma nó đang bám trên tường này. Sao con ma lại bám trên tường nhỉ? Ê bạn ơi. Ui dồi. Lời của T-Rap thiêng thật, mới gặp được bạn nữ bị hù nhanh tay chuyển sang Minecraft. Chào bạn Hải Đỗ ạ. Xinh vãi hả? Spider-Man No Way Home hả? Ui, cửa này khóa rồi. Mở cửa sổ được không nhỉ? Không mở cửa sổ được anh em ạ. Chúng ta phải đi tìm chìa khóa để vào được trong căn nhà này. Ui dồi ôi, không có chìa khóa rồi. Không có chìa khóa. Để mình đi vòng ra đằng sau nhá. Hù hả? Ui, tôi không dễ bị hù đâu. Tôi không dễ bị hù đâu. Đừng hù tôi, vô tác dụng thôi. À đây này, có cửa sau đây này anh em ơi. Có cửa sau đây này. Úi dồi ôi, cửa sau lại còn dính máu cơ. Đấy, chúng ta vào bên trong được rồi. Khi mà tìm kiếm Jessica thì tôi đã tìm thấy một căn nhà. Có lẽ là Jessica ở trong căn nhà đó. Máu hả? Đúng rồi máu. Anh thích đi cửa sau hả? Tới rồi. Ồ, thích chứ bạn ơi. Ai mà chả thích. Ủa, đèn pin lại bị có vấn đề rồi. Thề, game kinh dị 10 game thì 8 game có cái đèn pin dở hơi. Tối như thế này thì ai mà đọc được. Thế thì chúng ta phải đi tìm cái công tắc đèn các bạn ạ. Tìm cái công tắc đèn, bật đèn lên à. Ở đây nó có một cái gì đây này. Để mình đọc xem sao nha. Hôm nay tôi lại bị lạc một lần nữa. Những cái đám mây màu xám thì đang ở trên đầu tôi, đang nuốt chửng linh hồn của tôi. Những cái vị thuốc mà có lẽ là sẽ giúp cái bóng tối, xua tan bóng tối ở trong tâm trí tôi, nhưng mà nó lại không có tác dụng. À, vậy là chúng ta lại đang bị kiểu ảo ma Canada cái gì đấy rồi. Chúng ta đang bị ảo ma Canada cái gì đấy rồi. Đèn pin có cũng như không. Ô, có ai đấy vừa làm quả trứng xúc xích này. Cho
Trong này có vẻ ok hơn rồi thì mình lại bật bật tiếng to lên một tí nha. Trong này ok hơn rồi thì mình bật tiếng to lên một tí để cho anh em có thể nghe được nha. Ngủ đây. Bye bye ông Malo nha. Cảm ơn ông Malo đã không có người yêu nên bệnh rồi Lucy ạ. À vậy à, vậy thì ông Malo giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe để còn chuẩn bị công việc nữa. Ăn đi anh hả? Thôi bạn ơi, trứng này không biết là họ để từ bao giờ rồi. Cửa này bị khóa này. Ủa? Chúc anh em livestream vui vẻ. Ok nha. Cảm ơn Malo nha. Ở đây nó có một cái cửa này. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chui xuống đây. Đi vào trong này. Cửa này cũng khóa. Ủa? Cửa nào cũng khóa vậy? Có vẻ như là... Ủa? Cái gì đấy? Có một cái chìa khóa cắm lên đầu của cái hình nhân này. Khó hiểu nhở? Ơ, sao tiếng nó hơi bé? Mình lại chỉnh tiếng nó to lên tí nha. Đèn pin có cũng như không. Chìa khóa mở cửa hả? Mở cửa nào bạn ơi? Ở đây nó có hai cái cánh cửa này. Ở đây nó có cái công tắc đèn này. Để mình bật công tắc đèn. À đấy, nhà cửa nó phải sáng sủa thế này chứ. Cửa này cũng khóa này. Để mình ra mình thử hai cái cửa này. Không được này. Cũng không phải này. Có lẽ là phải quay lại đây anh em ạ. Mình nghĩ nó sẽ là cái cửa này. Ồ. Không phải. Ở đây có cửa không nhỉ? Để mình kiểm tra xem ở trong cái góc này có cửa không nhá. Không đi vào được. Cái góc này không đi vào được. Nhìn giống nhà nhân vật chính lúc mới đầu vô game. Thử lên tầng đi anh. Mở cửa chính xong đi về chăng? Ồ. Ở đây có cái cửa gì này? Nhưng mà mình đi lên trên tầng đã nhá. Đi lên trên tầng đã. Trên này có gì không ta? Nhà này cũng đâu đến mức là kiểu nhà ma đâu. Cái gì đấy? Ồ, một cái tủ bị xích. Một cái tủ bị xích anh em ạ. Ui. Phòng của trẻ con. Đây là phòng của trẻ con. Ủa? À, chúng ta sẽ phải tìm một cái gì đấy để cắt cái khóa này anh em ạ. Anh em xem. Hình như có người vừa chạy vào cái phòng này. Anh em xem. Trong này tối quá. Tối quá nên là không đi vào được. Chúng ta phải đi. Ui dồi ôi. Bạn, chào bạn Cá Nóc nha. Chào bạn Trương Lan. Có lẽ là chúng ta phải đi vào trong cái cái gì này? Có cái hộp gì đấy. Cửa này cũng khóa hả? Ui. Ui. Cái gì đấy? Chào Wii U Gaming ạ. À. Chào bạn Wii U nha. Cảm ơn bạn bé Ót, bé Bót Fan MU đã follow mình ạ. À. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn bạn K305 đã tặng hoa cho mình ạ. À. Chúng ta có nên đi ra đấy không nhỉ? Thôi 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 thôi. Chào bạn Văn Duy. Ủa cái gì đấy? Ông này chuẩn bị tâm lý rồi. Chào bạn Khang Bình Thường. Ở đây có cái cửa bị hỏng này.
Ơ con ma đâu rồi nhở? Tí hù lại hả? Chắc là vẫn phải đi lên trên trên tầng. Cửa này khóa này. Cửa này vẫn khóa này. Chứng tỏ là chúng ta phải đi tìm một cái gì đấy chăng? Ở đây nó có một cái gì này. Ở đây có hai cửa. Cửa này khóa. Cửa này cũng không vào được. Chắc chắn là phải quay về đây rồi. Chắc chắn là phải quay về đây rồi. Đây là đèn bếp này. Ở đây có đèn. Ở đây có cái gì để bật lên được không nhỉ? Tối quá không nhìn thấy gì anh em ạ. Cửa chính khóa này. Không bật được đèn. Thịt nhồi vào mấy con ma nơ canh đem về xào xả ớt anh. Lên tầng đi anh hả? Ok nha, lên tầng nha. Đi lên tầng nha. Ơ, cửa gì? Cửa nào vừa mở đấy? Có cửa vừa mở. Mình nghe thấy tiếng cửa mở. Hình như là cửa này. Ui, cửa này anh em ạ. Cửa này. À không phải. Cái cửa này chúng ta mở từ trước đó rồi. Chắc là có cái cửa nào đấy ở dưới này mở này. Ôi. Ui. Cái gì đây nhở? Đây là số 1 hay là số 7 gì đấy anh em ạ? Cảm ơn bạn K305 nhá. Anh em xem không? Tao ở ngay sau lưng mày. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao lại ở sau lưng tao? Sao lại ở sau lưng tao? Có đâu? Ôi giời ơi. Có đâu? Đâu mày đâu nào? Mày đâu nào? Ra đây solo nào. Láo nháo tao lại one tap cho bây giờ. Láo nháo tao one tap cho đấy. Mày tưởng mày đáng sợ hả? Mày tưởng mày đáng sợ hả? Em xin lỗi anh ơi. Anh ơi. Ơi chết rồi. Chị ơi cũng được. Ui. Chị ơi em xin lỗi chị ơi. Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi ạ. Em hứa từ nay em sẽ ngoan. Đúng là phụ nữ là những niềm đau. Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Ui, ở ngoài này bây giờ lại có máu rồi này. Ơ, cái xác ở đây đâu rồi? Ủa, cái xác ở đây đâu rồi? Người Valorant chơi game kinh dị. Ở đây nó có cái xác mà. Đi đâu mất rồi? Ô, ở kia có ánh sáng à? Không, mình nghĩ là sẽ đi lên trên gác anh em ạ. Hay là chúng ta sẽ phải tìm một cái gì đấy ở trong này này. Chắc là trong này sẽ có một cái gì đấy này.
cái gì không ta? Có cái gì không nhở? Vậy thì phải đi lên trên gác rồi. Vậy phải đi lên trên gác rồi. Cửa này vẫn khóa này. Vậy đi lên trên gác nha. Đi lên trên gác nha. Trong này không có gì này. Trong này là vẫn tối quá không vào được này. Đèn pin có cũng như không. Hay là phải quay vào đây à? Vào bếp thử đi anh. Again and again. Cái này là cái gì đây? Vào bếp thử hả? Để mình vào bếp nhá. Ui, cửa này bây giờ mở được rồi này. Ui. Sao thằng này cao thế nhở? Thằng này như kiểu người khổng lồ ấy. Chúng ta có cái kìm cắt xích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên tầng 2 để cắt cái tủ kia. Xem trong cái tủ đấy nó là cái gì. Chào bạn Xuân Tùng nhá. Hello bạn nhá. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình ạ. Chào bạn không biết chơi boxing. Ồ, không biết chơi boxing thì bạn có thể tập Muay Thái. Hoặc cái mà kết hợp giữa cả hai. Đó là kickboxing. Ơ, không phải phòng này, không phải phòng này. Chúng ta sẽ cắt cái khóa này anh em ạ. Đây này, đây này, nó có cái khóa này này. Dùng cái này được không nhỉ? Làm nào để dùng nhỉ? Ủa, làm nào để dùng ta? Ở đây, 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 đây. Ok, 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 cắt được rồi, cắt được rồi. Đây nó lại là số 1 à? Cái bên này là gì? Bên này có mở được không ta? Bên này không mở được hả? Hôm nay kinh dị chất lượng. Hôm nào kinh dị cũng chất lượng mà bạn. Mình nhìn thấy cái số 1 ở trong này thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái số 1 nó ở trong này. Đây mà. Không đúng hả? Cửa này vẫn khóa. Ở đây nó có cái bàn tay dính máu cái con khỉ gì đây này. Hình như là cái kia nó bật cái số 1 này này là nó bật đèn của cái căn phòng này. Không phải hả? Ô, phòng gì đấy? Ở trong này nó có hai cái gì đấy, một cái bật lửa. Ồ, chúng ta có ánh sáng rồi anh em ạ. Chúng ta có ánh sáng rồi. Tiếng gọi của sự im lặng. Tiếng gọi của sự im lặng.
Bây giờ chúng ta có thể đi vào trong này rồi. Chào bạn, Koseki Yui. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào được trong căn phòng này các bạn ạ. Trong căn phòng này khá là tối này. Có một cái hộp gì đấy. Có cái chìa khóa. Đây, sử dụng cái chìa khóa này nha. Đấy. Có một cái cái à đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một cái chìa khóa. Rồi, ok ok ok. Chúng ta sẽ đi vào bên trong này nhá. Ở đây có cái gì này? Lại một cái nhà vệ sinh nữa anh em ạ. Ôi, có hai cái chân kìa. Anh em có nhìn thấy hai cái chân không? Chào bạn, Sang Tham. Có hai cái chân này. Chào bạn Huy Sinh nhá. Chất lượng hơn mọi hôm anh ơi. Câu nói, đợi anh nói câu này đấy. Vậy hả? Chất lượng hơn mọi hôm anh ơi hả? Anh em nhìn thấy hai cái chân không? Bây giờ làm nào nhỉ? Bây giờ mà kiểu đánh rơi cái cục xà bông này một cái là con ma nó phi ra luôn đấy. Thôi nha, chúng ta rời khỏi đây nha. Chào bạn Khải ạ. Thôi bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Bây giờ còn cái căn phòng nào tối tối mà chúng ta chưa kiểm tra không nhỉ? Đây, còn cái căn phòng cửa gỗ này này. U, không phải hả? Còn chỗ nào chúng ta chưa mở được cửa không nhỉ? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui, tầng hầm. Vai. Dưới này có gì không ta? Phải chui chui rút rút thế này á? Tới rồi hả? Siêu hả? Ô, cái nhà này nó như kiểu chuẩn bị để cho chiến tranh hay sao ấy nhỉ? Đồ hộp rất nhiều này. Ui, cái gì đây? Hù phát anh Lucy bất tỉnh. Ui, đây rồi. Đây rồi. Chúng mày chết. Chúng mày chết với tao. Tao có súng đây rồi. Tao đã bảo là tao quan táp mà. Làm nào để lắp quả súng này nhỉ? Ủa, anh em ơi, làm nào để lắp cái khẩu súng này vào nhỉ? Ok, chết rồi. Em không không cầm súng à? Phải làm nào nhỉ? Súng đấy không thách được anh ơi. Vậy hả? Đâu, khẩu gì 50 crack chứ không? Khẩu Ghost á? Bạn Penji, bạn băng bảo là cái khẩu Ghost đúng không? Ghost là giá 50 credit mà. Còn Classic là free. Ơ, ở đây có cái gì này? Không không tương tác được, không tương tác được. Chúng ta phải đi vào đây à? Cửa này có một cái mật mã anh em ạ. Cửa này nó có một cái mật mã. Có một cái mật mã. Chúng ta
chúng ta phải làm thế nào đấy để tìm được cái mật mã. Chúng ta phải tìm được cái mật mã anh em ạ. Mật mã ở đâu nhỉ? Chào bạn, Võ Minh Thắng. Cái giấy nãy anh nhặt được á? Có đâu? Đây này, ở đây có không nhỉ? Không có này. Cái này hình như cũng không có bạn ạ. Cái này hình như cũng không có. Không 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 có, không có. Không có nốt này. Không có bạn ơi. Trong cái giấy này không có. Không có bạn ạ. Kha đấy á. À cái này á, puzzle để mình nghiên cứu xem nào. À, ok. Cái này thì chúng ta sẽ phải quay lại rồi. Chúng ta sẽ phải quay lại rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ phải quay lại cái chỗ lúc nãy mà chúng ta nhìn thấy mấy cái biểu tượng kia. Ui. Quay lại kiểu gì nhỉ? Đây, đi bên này anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đi bên này, đi bên này. Chúng ta sẽ phải quay lại. Tối thế nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Để xem mật mã là gì nào. Cái đầu tiên chúng ta tìm được nó là cái này này. Cái này là số số 0 này. Từ từ để mình kiểm tra đây nhá. Để mình kiểm tra. Số 0, số 0 là số thứ 3 này. Số 0 là số thứ 3. Số 0 là số thứ 3. Ok. Vậy thì ở sau đó là chúng ta tìm được cái bên này. Bên này là số 7. Để xem nào. Cái này là cái nào nhỉ? 70, cái gì đó 70. Cái gì đó 70 anh em ạ. Cái gì đó 70 nha. Đây 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 đây. Anh em cứ bình tĩnh để tôi đi tìm mà. Cái này là số 5 này. À cái này là số 1 này. Cái này là lúc đầu tiên này. Đúng rồi, cái này là đầu tiên này. 170. Rồi, 170. Có 170 rồi anh em. Còn một cái nữa thôi. Còn một cái nữa nó ở đâu đó trong cái căn phòng này. Đây, mình nhớ là nó ở đâu đó trong cái căn phòng này. Bên này thì phải. Nó ở bên này anh em ạ. Con ma nó vẫn ở trong này. Làm tí SEO là cái gì hả bạn? Số cuối thì anh mò thôi. Chuẩn chuẩn chuẩn. Số cuối thì mò thôi. Bạn K305 thông minh đấy. Bạn K305 rất là thông minh đấy. Chúng ta tìm được 3 số rồi. Số cuối chúng ta mò từ 0 đến 9. Chuẩn 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 chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chỗ kia nha. FCO là cái gì hả bạn Xuân Tùng ơi? FCO là cái gì? Chào bạn Siêu. Số cuối đâu nhỉ? À đây, cái chìa khóa đây. 17. Cái này là chúng ta sẽ cho sang này. 7. 5.
1750. Không được hả? 1751. 1752. À đâu, cái này là 170 mà. Cái này là 170 mà. 1700. 01, 02, 03, 04, 05. 1705 anh em ạ. FC Online anh ơi, 17. Mình không chơi FC Online bạn ạ, mình không biết game đấy là game gì. Ui, cảm ơn bạn Xuân Tùng đã đề xuất nhá, nhưng mà mình lại không biết cái game đấy là game gì. Chào bạn, em bé Như. Chết rồi. FIFA hả? Mình không biết chơi đá bóng bạn ạ. Mình không biết chơi đá bóng. Tôi luôn chiến đấu với bản thân mình. Tôi có thể thay đổi, à nhưng mà tôi lại không thể nào thay đổi cái kết quả. Và tôi đã ở đây, tôi sẽ ở đây mãi mãi. Vãi. Chúng ta bị vào nhà thương điên rồi. Nhật ký. Chào bạn, tiến 2K5. Chúng ta bị vào nhà thương điên luôn rồi. Cửa khóa này. Ê, có ai không? Mở cửa em với. Alo. Anh ơi. Ôi à. Ô, làm nào để thoát ra khỏi đây bây giờ? Làm nào để thoát ra khỏi đây nhỉ? Hết game à? Hết game rồi. Hết game rồi à? À, vậy là hết game hả? Cay nhỉ. Cay thật đấy. Đáng hay thì lại hết game. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bruh.